shop hafam.com, shop bán ngạc refi, random refi, random code, mở hòm kim cương, cơ hội nhận 9999 kim cương. Link shop mình đặt dưới phần mô tả nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình là Góc Liên Quân đây. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái bản mod 130 skin. Thì bản mod này thì nó cũng khá là giống với bản mod tuần trước, nhưng mà bản này thì mình đã sửa lại một cái vài lỗi và update thêm một vài skin nữa cho anh em trải nghiệm. Đây, mình sẽ show cho bạn xem. Đấy. Thì bạn sử dụng những cái skin giống như video để có hiệu ứng. Thì bản này thì mình đã mod thêm một vài skin có biến về cho các bạn. Thợ săn tiền thưởng nha bạn. Hãy sử dụng thợ săn tiền thưởng để có mua rác tạc diện. Các bạn sử dụng chiến binh hỏa ngục để có Narok và bộ công nghệ. Và sử dụng quân này địa ngục để có Narok kiêu chiến. Thì Narok kiêu chiến ấy, thì bạn khi vào trận ấy, thì hai cái thanh đao của Narok kiêu chiến thì nó sẽ có màu vàng của Narok siêu việt. Thì tại vì một file Narok mình đã mod 3 skin nên nó sẽ như vậy. Không sao như bạn ấy, không ảnh hưởng gì tới trận đấu hết. Còn Violet, các bạn sử dụng nữ lạc cảnh để có pháo hoa neon. Các bạn sử dụng tay súng siêu phàm để có Violet đặc dị. Ngủ không thì bạn sử dụng đạo tặc để có skin đặc vụ băng hồng. Yon thì các bạn sử dụng cũng thủ bóng đêm để có skin Yon thích tử nguyệt tộc. Thì skin này nó có biến về luôn nha bạn ơi, mình đã mod biến về cho skin này rồi. Rồi theo thì mình sẽ mod Đại Lạc Thiên Sứ. Mình mod skin Tinh Vân Sứ lên skin Đại Lạc Thiên Sứ. Các bạn sử dụng skin Đại Lạc Thiên Sứ để có biến về luôn nha. Còn về Tú Lên thì mặc định thì mình mod chỉ tôn kiếm tiên. Các bạn sử dụng kia nhà thám hiểm thì bạn sẽ có Tú Lên tân thân hoàng kim. Còn các bạn mà không có skin nhà thám hiểm thì bạn sử dụng dạ hội. Dạ hội thì mình mod Tú Lên tân thân hiên hà. Thì hai skin này đều có biến về nha. Grab thì bạn sử dụng đại tù trưởng. Bạn sử dụng đại tù trưởng để có Grab siêu việt, có biến về luôn. Lũ bố thì các bạn sử dụng kỵ sĩ âm phủ để có skin lũ bố thì bãi biển. Còn Teonat thì cái bản này thì cái cung tên của Teonat thì mình hiện tại thì mình vẫn chưa có rõ là đã fit được hay không nữa. Các bạn tải về các bạn không fit được, không có cung tên thì bạn cứ để lại comment dưới mình sẽ fit lại. Còn skin cảnh vệ rừng á thì mình sẽ mod lên là Teonat Trung Tình Tiễn. Tara thì mình sẽ mod Thanh Long Mang Chủ lên skin đại tù trưởng. Mặc định thì nó vẫn là thì bãi biển thôi.
Malok. Malok các bạn sử dụng skin ác ma địa ngục để có skin Malok Halloween. Còn Jena, bạn sử dụng skin khuyên bạc để có skin cổ động viên. Lucy thì bạn sử dụng skin tuyệt bánh kẹo để có bạn sử dụng skin thám tử tập sự để có skin tuyệt bánh kẹo. Thì bạn cứ yên tâm, ở trên cái góc trên cùng của icon ấy thì nó có cái logo của mình, thì khi bạn vào trận á thì nó cái thông đạo của tướng thì nó sẽ che lại, không ảnh hưởng gì đâu. Giây phút thì các bạn sử dụng skin bán linh, thì các bạn sẽ có giây phút dung nham. Elsu thì bạn sử dụng Mafia để có skin kỵ sĩ tận thế. Thì đây là skin có biến về luôn. Thì các bạn sử dụng skin tí nữa công nghệ để có skin được quá nổi loạn, thì mình sẽ mod mình đã mod biến về cho skin này rồi. Mày sử dụng tí nữa công nghệ để có biến về. Rồi thì bài mod mình chỉ có như đó thôi. Còn cách mod và mod như thế nào thì mình sẽ để ở phần cuối clip. Còn cách tải link kênh mình ấy thì bạn chịu khó cứ link rút gọn. Hiện tại thì mình không có đủ kinh phí để duy trì làm clip. Thì 1.000 người tải ấy, thì mình chỉ được có $2 thôi bạn ơi, không có nhiều đâu. Thì mong các bạn chịu khó cứ link rút gọn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn gì đâu hư chú
Mà cớ sao ta giờ đây bước qua đời nhau, rồi trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau. Và có khi nào em thấy tiếc nuối về ngày xưa?